các bạn đã đến với chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Và ngày hôm nay chúng ta được chào đón đến với trường quay này bốn thí sinh rất thú vị đến từ Hải Dương, Bắc Ninh, Đắk Nông và Quảng Nam. Và ngoài thành tích học tập xuất sắc thì họ còn có rất nhiều tài lẻ nữa. Hãy cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ đã đến lúc chào đón bốn thí sinh. Ở vị trí số 1 là bạn Trần Ngô Tuấn Khoa đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam. Ở vị trí số 2 là bạn Nguyễn Khánh Linh đến từ trường Trung học phổ thông Kinh Môn, Hải Dương. Người đứng ở vị trí số 3 là bạn Nguyễn Diệu Linh đến từ trường Trung học phổ thông Lê Văn Thịnh, Bắc Ninh. Và chào đón bạn Võ Trường Đạt đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh, Đắk Nông. Như quý vị có thể thấy thì trong cuộc thi ngày hôm nay chúng ta có một sự cân bằng nhất định với hai bạn thí sinh nam, hai bạn thí sinh nữ. Chiều cao của bốn bạn cũng khá là tương đồng nhau nữa và chắc chắn trận thi đấu ngày hôm nay sẽ là một trận thi đấu vô cùng thú vị. Sẵn sàng. Vâng, các thí sinh đã sẵn sàng. Chúng ta hãy cùng đến với phần thi khởi động. Đi trong lúc tắm thì em thích suy nghĩ về mọi thứ. Em muốn các tri thức được lan tỏa đến khắp thế giới ạ. Toàn những chuyện em tự nghĩ ra nên là kết quả thì đến đâu hay đến đó ạ. Mỗi lần em giảng bài cho các bạn thì các bạn đều không hiểu. Kiểu chữ thầy giả thầy đấy. Em thấy hơi quê. Ủa? Tha Cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Kiên trì và bền bỉ, hội nhập khu vực và thế giới, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, nâng tầm nông nghiệp Việt Nam, mang lại giải pháp vận chuyển tối ưu, một điểm dừng nhiều dịch vụ phù hợp với phong cách sống hiện đại, tận tâm vì giá trị thật, đồng hành sẻ chia và có trách nhiệm với xã hội. Taco, phát triển cùng đất nước. Azimayo là mayonnaise ngon lành, sánh mịn. Wow, chấm Azimayo ngon lắm mẹ ơi. Azimayo làm từ trứng gà tươi và dầu thực vật, cùng Azimayo thêm yêu bữa ăn gia đình. Bây giờ là phần thi khởi động. Và trước khi tiếp cận với những câu hỏi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng trò chuyện với bạn Trần Ngô Tuấn Khoa đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam. Xin chào Tuấn Khoa. Dạ, em xin chào hai MC cùng tất cả các quý vị khán giả đang có mặt tại trường YX14. Em là Trần Ngô Tuấn Khoa đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam ạ. Em có sở thích là viết các công thức toán lên bãi cát, ngồi nhìn sóng biển cũng đi ạ. Tại sao lại thế ạ? Dạ, em muốn nhìn các công thức toán của em được trôi ra ngoài biển lớn. Em muốn các tri thức được lan tỏa đến khắp thế giới ạ. Em muốn các tri thức được lan tỏa đến khắp thế giới ạ. À, ý nghĩa thật là sâu xa đó. Thường thì bạn được bao nhiêu điểm môn toán ở trường? Dạ, nếu coi điểm toán của em là một hàm số thì nó đạt cực đại tại 10 điểm và cực tiểu tầm đâu khoảng 7 điểm. Cách trả lời cũng thể hiện là một người rất là yêu thích môn toán học. Tuôn câu nào chất câu đấy. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thi đầu tiên trong phần thi khởi động của các bạn thí sinh. Ba vector được gọi là đồng phẳng khi các của chúng. Mặt phẳng ạ. Phải là giá mới đúng ạ. Vật kính của máy ảnh là thấu kính. Tuấn Khoa. Hồi tấu. Đúng là như vậy. Suy vật là nhân vật xuất hiện trong bộ môn nghệ thuật truyền thống nào? Trèo. 10 điểm cho Diệu Linh. Hội chứng Zoe. Khánh Linh. Bỏ qua. Đao ạ. Hòn đảo lửa đảo dây trong tôi tố hữu. Bỏ qua. Đáp án là Cuba. Là lãnh tụ tối cao của Nguyễn Quân Lan Sơn. 10 điểm. Nhà máy điện Bình Thạnh tuy không bình thuận sản xuất điện nhiều nguồn. Gió mới đúng ạ, mất lượt. How many pawns does each player have at the start of a standard chess? Đáp án là A. Trong lượt thi đấu bóng chày, đội khách hay đội chủ nhà được? Và đáp án là đội khách. Vâng, và sau lượt thi khởi động đầu tiên thì có hai bạn đang có điểm là Tuấn Khoa với 20 điểm và Diệu Linh có 10 điểm. Chúng ta sẽ cùng giao lưu với bạn đang đứng ở vị trí số 2. Đó là bạn Nguyễn Khánh Linh đến từ trường Trung học phổ thông Kinh Môn, Hải Dương. Xin chào Khánh Linh. Em xin chào anh Ngọc Huy, chị Khánh Vi cùng toàn thể khán giả đang xem chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Được đứng trên sân khấu của Đường lên đỉnh Olympia đối với em đã là một thành công rất lớn rồi. Nên là em đến đây với tinh thần khá là thoải mái và em sẽ cố gắng hết sức mình để có thể đạt được kết quả tốt nhất ạ. Tôi cũng có thể nhận thấy cái sự thoải mái của bạn bởi vì là trên gương mặt bạn khi nào cũng nở một nụ cười rất tươi. Khánh Linh cũng là một lớp phó học tập, điều đặc biệt gì khiến bạn là một lớp phó khác biệt so với các lớp phó khác không ạ? Bởi vì em là lớp phó học tập nên là các bạn khá tin tưởng em để có thể hỏi bài. Nhưng mà không hiểu lý do vì sao mà mỗi lần em giảng bài cho các bạn thì các bạn đều không hiểu và phải giảng đến khoảng tầm 3-4 lần sau thì các bạn mới
có thể hiểu ra bài ạ. Bạn nghĩ lý do là sao ạ? Lý do em cũng không biết, và khi em hỏi các bạn thì các bạn cũng bảo là tại các bạn còn phải suy ngẫm nữa, các bạn chưa kịp hiểu ra em. Không biết được đâu. Và khi mà đọc bảng đăng ký của Khánh Linh thì mình cứ nghĩ là đang đọc sở thích của mình. Thích hít hà drama, thích hát trong nhà tắm và thích xem video của bạn Khánh Vy nào đấy. Cũng không phải là idol xa, chính là chị Khánh Vy đang đứng trước mặt em đây ạ. Tôi giả vờ thế thôi, tôi đang cố tình để bạn nói câu đấy mà. Và bạn đã cảm thấy sẵn sàng với những câu hỏi tiếp theo của phần thi chưa ạ? Em đã cảm thấy sẵn sàng rồi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt khởi động thứ 2. Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn gắn liền với nhạc cụ nào? Đàn bầu, kèn saxophone ạ. Tên viết tắt tiếng Anh của Tổ chức Y tế Thế giới là gì? Đúng là như vậy. Google Chrome cung cấp được gọi là trình duyệt hay sai? Trình duyệt. 10 điểm. Michelangelo là một họa sĩ nhà điêu khắc kiến trúc xưa nhà thơ. Italia. Anh ảo tạo hình gương nhỏ hơn vật. Gương phẳng. Cầu lồi ạ. Khiến nitơ dioxit của màu gì? Nào đỏ. Đúng là như vậy. Trước khi sử dụng loại nhiệt kế nào để đo nhiệt độ? Nhiệt kế. Nhiệt kế thủy ngân ạ. Mảnh giấy lần nên thân giác bảng nét son điểm rõ. Hết giờ, đáp án là tiến sĩ giấy. Thánh điện Nghi Sơn tiêu biểu cho nghệ thuật kiến trúc của người. Vừa qua. Champa. Là vương quốc gia đầu tiên của Việt Nam. Đúng là như vậy. Như vậy là các thí sinh đã vừa trải qua lượt khởi động thứ 2 và số điểm các bạn đang có lần lượt là Tuấn Khoa có 30 điểm, Diệu Linh có 30 điểm và Trường Đạt có 10 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với người đang đứng ở vị trí số 3 và đang có 30 điểm. Đồng dẫn đầu là bạn Nguyễn Diệu Linh đến từ trường Trung học phổ thông Lê Văn Thịnh, Bắc Ninh. Xin chào Diệu Linh. Em xin chào anh Ngọc Huy, chị Khánh Vy, cùng ba bạn cùng chơi và tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đường lên Olympia. Thì em đến đây cũng với tinh thần là chiến đấu hết mình. Còn kết quả thì đến đâu hay đến đó ạ. Tôi đang thấy bạn rất thoải mái khi đứng ở sân khấu này. Và bây giờ thoải mái như thế, hãy cho chúng tôi nghe biểu diễn một làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh được không? Dạ được ạ. Vâng, xin mời. Em xin hát một vài câu trong bài Buôn Bắc Buông Sầu ạ. Buôn Bắc nghỉ ơ, cũng có buôn dầu. Đôi nhiêu ý ơ, cũng có đối đầu. Đôi nhẫn nô là lòng tay, chứ em sầu về kia còn như ý. Nay có thương lên em phải đi tìm, mai có nhớ người lại sang chơi. Ý à, là sầu về. Em xin hết ạ. Nghe Diệu Linh hát xong là muốn đi chơi Bắc Ninh rồi đấy. Ngoài khả năng hát ra thì thành tích học tập của Diệu Linh cũng rất tốt. Giải nhất trường, giải nhất huyện môn vật lý. Các thí sinh của chúng ta, người thì giỏi toán, người thì giỏi lý. Và người đứng đăng ở vị trí thứ tư đó chính là Trường Đạt, lại là một người rất giỏi tiếng Anh. Giải nhất hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh. Hello everyone, my name is Võ Trường Đạt. I am a student of Nguyễn Chí Thanh High School for the Gifted. I'm very delighted to be here today and I'm very happy for that. Thank you. Vì thế nào? Rất là hay, và quan trọng hơn hết đó là bạn rất tự tin. Bạn có sở thích là suy nghĩ trong lúc tắm? Em trong lúc tắm thì em thích suy nghĩ về mọi thứ. Thì em suy nghĩ về những việc mà mình đã làm, hoặc là thậm chí là suy nghĩ xa hơn về tương lai gì đó. Thì trong tương lai bạn muốn theo đuổi công việc gì? Bạn có bao giờ nghĩ tới cái đấy không? Công việc thì em chưa xác định được, nhưng em tất nhiên rồi mong muốn có một gia đình trọn vẹn, vợ đẹp, con ngoan. Giấc mơ của mọi người đàn ông ạ. Rất thực tế ha. Và bây giờ đã đến lúc các bạn hãy tập trung ở lượt khởi động thứ 3. What is the most populated city in Russia? Moscow. Đúng là như vậy. Năm 2021 nhóm nhạc huyền thoại nào đến từ Thụy Điển? The Beast. ABBA mới đúng ạ. Đội bóng nào đã vô địch AFF Suzuki Cup 2020? Ở Việt Nam. Thái Lan ạ. Sân vận động quốc gia Bắc Kinh nơi tổ chức? Kiếm. Chim ạ. Một đơn vị thiên văn hay một năm ánh sáng có giá trị lớn hơn? Bằng nhau ạ. Một năm ánh sáng ạ. Tỉnh nào trong số các tỉnh sau Khánh có biển? Bình Dương. Bình Định mới đúng. Bộ môn toán học đang nghiên cứu quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên. Hết giờ, đáp án là xác suất. Đội biến dạng của loài sao là? Hiệu. Đúng là như vậy. Tỉnh nào không có sân bay trong ba tỉnh sau? Kon Tum. Tỉnh nào cũng có sân bay ạ. Cơ quan luyện tập nào có vai trò quan trọng trong điều hòa nồng độ? Tụy. Đáp án là gan. Từ nào còn thiếu trong hai câu thơ Tuấn Khoa? Sáng. Sớm mai.
Ai là quan thủ chính đại thần nhiếp chính dưới trướng? Hoàng Diệu. Tôn Thất Thuyết ạ. Nhật Tân Long Biên Chương Sơn là một trong những cổ thần ở dòng sông nào? Đúng là như vậy. Như vậy là các bạn đã hoàn thành phần thi khởi động của mình sau 3 lượt. Và bây giờ sẽ là số điểm các bạn đang có. Đang có 10 điểm là Khánh Linh. Đó cũng là số điểm của Trường Đạt. Sở hữu 30 điểm là Diệu Linh. Và Tuấn Khoa đang dẫn đầu với 50 điểm. Trong phần thi khởi động, chương trình có hỏi: tỉnh nào không có sân bay trong 3 tỉnh sau? Kon Tum. Tỉnh nào cũng có sân bay ạ? Kon Tum hiện không có sân bay dân dụng đang hoạt động, nhưng nơi đây vẫn còn di tích lịch sử của một sân bay quân sự gắn liền với chiến thắng Đắc Tô, Tân Cảnh của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ. Đó là sân bay Phượng Hoàng. Hiện nay, di tích vẫn còn lại phần đường băng trải nhựa dài khoảng 2 km, rộng khoảng 20 m, nằm bên quốc lộ 14. Sân bay Phượng Hoàng là một phần trong khu di tích chiến thắng Đắc Tô, Tân Cảnh, đã được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt vào cuối năm 2016. Chúng tôi đã nhận được tín hiệu trả lời từ bạn. Chỉ là đoán thôi ạ. 51%. 49% còn lại thì sao ạ? Khá chắc chắn hơn với câu trả lời của mình mà. Wow. Tha cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc mọi nơi. Viettel Money, kiến tạo cuộc sống mới. Bây giờ là phần thi vượt chướng ngại vật. Và các bạn thí sinh hãy thật nhanh chóng tìm ra một ẩn số gồm có 4 chữ cái để vượt qua phần thi này ngày hôm nay. Sau đây là 4 từ hàng ngang gợi ý cho các bạn. Và người đầu tiên lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Tuấn Khoa. Dạ, em chọn hàng ngang số 1. Hàng ngang số 1 là một số gồm có 4 chữ số. Câu hỏi cho hàng ngang đầu tiên: 5 năm trước con 10 tuổi, khi ấy tuổi bố gấp 5 lần tuổi con, hỏi bố sinh năm nào? Có hai bạn thí sinh đưa ra câu trả lời. 1975 là câu trả lời của Tuấn Khoa và 1967 là câu trả lời của Khánh Linh. Và trong câu hỏi này thì chúng tôi xin được chúc mừng Khánh Linh, 1967 là đáp án chính xác. Và bây giờ các bạn được nhìn thấy một góc của hình ảnh gợi ý. Wow. Và Khánh Linh là người tiếp theo lựa chọn một từ hàng ngang. Khi câu hỏi thứ hai còn chưa được lật mở thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu trả lời từ bạn Tuấn Khoa và bạn Diệu Linh. Xin mời Tuấn Khoa. Câu trả lời chướng ngại vật của em là sóng. Xin mời Diệu Linh. Câu trả lời chướng ngại vật của em cũng là sóng ạ. Tuấn Khoa cảm thấy tự tin bao nhiêu phần trăm với câu trả lời vừa rồi? 51%. 49% còn lại thì sao ạ? Dạ, 49% còn lại là em tự tin hơn 51% kia. Còn Diệu Linh thì sao? Sau khi nghe câu trả lời của Tuấn Khoa thì bạn có cảm xúc như thế nào? Em nghĩ là em lại khá chắc chắn hơn với câu trả lời của mình và hơi tiếc. Cũng chưa thể biết được rằng là tiếc hay không khi mà chúng ta chưa thể khẳng định được đây là câu trả lời chính xác. Với bản thân tôi khi mà nhìn bức ảnh này thì tôi cũng chưa nghĩ ra được câu trả lời. Với bức ảnh này bạn đã mường tượng ra được điều gì chưa? Dạ, em nghĩ là nó có nhắc đến tác phẩm Sóng của Xuân Quỳnh. Em đoán là chắc tác phẩm ấy ra xuất bản năm 1967. Chỉ là đoán thôi ạ. Dạ vâng. Sau câu trả lời vừa rồi của Tuấn Khoa và Diệu Linh thì phần chơi của Tuấn Khoa chắc phải dừng tại đây. Và các bạn thí sinh còn lại cũng thế. Xin chúc mừng Tuấn Khoa. Với những dữ liệu vừa rồi thì chúng tôi đang muốn nhắc tới bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh, được sáng tác vào năm 1967 trong một chuyến đi thực tế của tác giả tới vùng biển Diêm Điền của Thái Bình, được in trong tập Hoa Dọc Chiến Hào.
Và đã tròn 55 năm qua thì bài thơ vẫn giữ nguyên được giá trị và nói lên được nỗi khao khát về tình yêu của hàng triệu con người. Một nỗi khao khát về tình yêu son sắt thủy chung, đúng như những câu thơ mà nhà thơ Xuân Quỳnh đã viết. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Vâng, và hình ảnh các bạn chưa kịp lật mở hết là hình ảnh của nhà thơ Xuân Quỳnh trên nền sóng, được đăng trên trang chủ của Google vào ngày 6 tháng 10 năm 2019 nhân kỷ niệm 77 năm ngày sinh của nhà thơ Xuân Quỳnh. Và một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng Tuấn Khoa là người xuất sắc nhất trong phần thi vượt chướng ngại vật. Và hiện tại điểm số của Tuấn Khoa đang rất cao, 130 điểm. Và các bạn thí sinh còn lại hãy cứ bình tĩnh, bởi vì phía trước các bạn sẽ còn là phần thi tăng tốc với rất nhiều điểm số cao nữa. Bây giờ hãy cùng xem họ đang sở hữu bao nhiêu điểm sau hai phần thi đầu tiên. Đang có 10 điểm là Trường Đạt, sở hữu 20 điểm là Khánh Linh, Diệu Linh đang có 30 điểm và dẫn đầu với 130 điểm là Tuấn Khoa. Em cảm thấy khá là tiếc bởi vì mình đã không thể giải được chướng ngại vật. Khá là tiếc bởi vì đã chậm hơn một vài nhịp so với bạn Tuấn Khoa. Em vừa cảm thấy vui, em vừa cảm thấy tiếc vì em trả lời sai cái hàng ngang đầu tiên. Em thấy hơi buồn và đồng thời và hơi thất vọng về mình một xíu. Có phần tăng tốc ở phía trước có thể làm điểm số có thay đổi. Em sẽ nghĩ mình sẽ cố gắng hơn nữa ở phần thi tăng tốc để có thể rút ngắn khoảng cách điểm. Chậm và chắc nhất có thể để có thể tận dụng được cơ hội ở phần thi tăng tốc này. Em có thể tạo được thêm bước ngoặt để lật ngược tình thế. Mọi thứ sẽ thay đổi ngay từ câu hỏi đầu tiên. Đến những giây cuối cùng mà chúng tôi vẫn thấy các bạn thí sinh bấm máy tính, bạn đã có thêm 40 điểm. Hai người trả lời chung đáp án. Chúc các bạn có một ngày Valentine thật là vui vẻ bên gia đình. Và thế thôi ạ. Tha Cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Kiên trì và bền bỉ, hội nhập khu vực và thế giới, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, nâng tầm nông nghiệp Việt Nam, mang lại giải pháp vận chuyển tối ưu, một điểm dừng nhiều dịch vụ phù hợp với phong cách sống hiện đại, tận tâm vì giá trị thật, đồng hành sẻ chia và có trách nhiệm với xã hội. Tha Cô phát triển cùng đất nước. Bây giờ là phần thi tăng tốc. Cách đấy phút thì bạn Tuấn Khoa là người xuất sắc nhất trong phần thi vượt chướng ngại vật. Và không biết là ở phần thi tiếp theo đây ai là người xuất sắc hơn cả. Hiện tại bây giờ khoảng cách về điểm số của các bạn thí sinh khá lớn, nhưng với tính chất bứt phá của phần thi tăng tốc thì có thể mọi thứ sẽ thay đổi ngay từ câu hỏi đầu tiên. Các bạn hãy cho biết khi gõ Enter ở ô F4 trong bảng tính sẽ trả về kết quả gì? Là 8, Trường Đạt là 24 và Khánh Linh là rớt. Và trong trường hợp này thì chúng tôi xin được chúc mừng người trả lời nhanh nhất ở 3 giây 84 đó là Tuấn Khoa, với đáp án chính xác đó là Đỗ. Bạn đã có thêm 40 điểm, xin chúc mừng. Bây giờ sẽ là cơ hội tăng tốc thứ hai của các bạn thí sinh. Đâu là rác hữu cơ trong những hình ảnh dưới đây? Trường Đạt và Tuấn Khoa là hai người trả lời chung đáp án là B và D, Khánh Linh là ACD và Diệu Linh là BCD. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này, các loại rác thải hữu cơ là vỏ hoa quả, bã trà cà phê. Và thế thôi ạ. Và đáp án chính xác là B và D. Chúc mừng Trường Đạt có thêm 40 điểm, Tuấn Khoa có thêm 30 điểm. Các loại còn lại là thủy tinh vỡ, gạch, cây bê tông xây dựng cùng với túi ni lông là rác thải vô cơ. Sau đây sẽ là cơ hội tăng tốc thứ 3 dành cho các bạn. Các bạn hãy tìm các số thích hợp điền lần lượt vào những vị trí còn trống từ trên xuống dưới. We'll be right back.
Đến những giây cuối cùng mà chúng tôi vẫn thấy các bạn thí sinh bấm máy tính và không biết ai sẽ là người giành 40 điểm trọn vẹn đây. Như vậy, Tuấn Khoa đưa ra đáp án là 10, 20, 30, 40. Trường Đạt là 2, 12, 8 và 28. Diệu Linh 2, 12, 9 và 28. Và Khánh Linh chưa kịp đưa ra câu trả lời. Nếu xét hình vẽ từ trái sang phải thì ở hàng ngang đầu tiên thì các số sẽ tăng dần theo một đơn vị. Hàng ngang thứ hai là tăng dần theo 3 đơn vị. Hàng ngang thứ ba là 5 đơn vị và hàng ngang cuối cùng là 7 đơn vị. Như vậy đáp án chính xác ở đây phải là 2, 12, 8 và 28. Chúc mừng Trường Đạt là người duy nhất giành điểm trong câu hỏi vừa rồi. Bốn mươi điểm vẫn chờ đợi các bạn phía trước trong câu hỏi cuối cùng của phần thi tăng tốc. Đây là gì? Vừa rồi thì chúng tôi đang muốn nhắc tới sô-cô-la và không biết là bạn thí sinh nào sẽ đưa ra câu trả lời chính xác đây. Vậy là cả 4 bạn thí sinh đều đưa ra cùng một đáp án, đó là sô-cô-la, và đáp án chocolate của Tuấn Khoa cũng được chấp nhận. Xin chúc mừng các bạn. Trường Đạt đã có thêm 40 điểm, Khánh Linh có thêm 30 điểm, Tuấn Khoa có thêm 20 điểm và Diệu Linh có thêm 10 điểm. Chúng ta đang ở trong dịp Valentine, ngày lễ tình nhân, và chúng tôi đang muốn nhắc tới một trong những biểu tượng vô cùng ngọt ngào của tình yêu, đó chính là sô-cô-la. Vâng, và ngày hôm nay thì với từ khóa sô-cô-la thì chúng tôi cũng chúc các bạn có một ngày Valentine thật là vui vẻ bên gia đình. Và bây giờ là lúc chúng ta cùng tổng kết số điểm mà 4 bạn đang có trước khi về đích. Đang có 40 điểm là Diệu Linh, sở hữu 50 điểm là Khánh Linh, 130 là điểm số của Trường Đạt, và dẫn đầu với 220 điểm là Tuấn Khoa. Các thao tác của em vẫn còn quá chậm và em thấy mình vẫn chưa chiến thắng được bản thân mình. Em nghĩ trong phần về đích em sẽ chơi liều hơn một chút. Dạ, em vẫn sẽ lựa chọn cách thi đấu sao cho nó tối ưu nhất. Với số điểm hiện tại thì em sẽ lựa chọn gói câu hỏi mà có lợi cho bản thân mình. Chọn gói câu hỏi với mức điểm cao hơn một chút. Phần thi vẫn chưa kết thúc, điều gì cũng có thể xảy ra. Cố gắng hết sức là được. Những tiếng thở ra rất mạnh. Bạn biết gì về nhân vật này ạ? Xin mời bấm chuông. Thì CO2 ạ. Ấy là châu Phi ạ. Tiếp tục là Trương Đạt. Em xin chọn ngôi sao hy vọng và câu hỏi thứ hai ạ. Rất tiếc đó chưa phải là đáp án chính xác. Số điểm nhì cao nhất hiện tại đang có 2 bạn nắm giữ. Tha Cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bây giờ là phần thi về đích. Và số điểm các bạn đang có khi đến với phần thi này lần lượt là 220, 50, 40 và 130. Và với số điểm 220 thì Tuấn Khoa đang có vẻ rất sẵn sàng khi đến với phần thi này rồi. Xin mời bạn. Tuấn Khoa hãy cho chúng tôi biết bạn lựa chọn những gói câu hỏi thế nào. Dạ, em chọn 3 câu 20 điểm. 3 câu 20 điểm chúng tôi đã nghe rất rõ rồi. Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên có giá trị 20 điểm của bạn. Nội dung như sau. Một hình tròn có đường kính là 4cm. Nếu lăn hình tròn trên mặt phẳng 3 vòng thì hình tròn đó đi được bao nhiêu cm? Lưu ý làm tròn số pi đến hàng phần trăm. Mười hai phẩy 57 cm. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Khánh Linh. Dạ, câu trả lời của em là 37,7. Chúng ta có thể tính ngay được chu vi hình tròn này bằng cách lấy 4 x 3,14 là bằng 12,56, đúng không ạ? Và lăn 3 vòng thì phải lấy 12,56 nhân với 3. Và trong câu hỏi của chúng tôi thì yêu cầu chỉ là làm tròn số pi đến hàng phần trăm. Vì thế nếu lấy đúng số pi là 3,14 thì đáp án phải là 37,68. Rất tiếc là không thí sinh nào giành điểm trong câu hỏi vừa rồi.
Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai dành cho bạn. Bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ có. Một ngôi sao hy vọng dành cho Tuấn Khoa, chúc bạn thành công với câu hỏi này. Sau đây là câu hỏi đến từ nhóm phóng viên của Olympia. Xin chào quý vị khán giả và các bạn học sinh. Ngày hôm nay tôi đang có mặt tại đền thờ của một danh nhân nằm tại xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Ông là người đã tham gia khởi nghĩa Lam Sơn và có công lớn trong việc biên soạn bộ quốc sử chính thống lâu nhất của nước ta còn được lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Các bạn hãy cho biết nhân vật mà chúng tôi đang muốn nhắc đến ở đây có tên là gì? Câu trả lời của em là Ngô Sĩ Liên. Lựa chọn ngôi sao hy vọng là một quyết định vô cùng sáng suốt của Tuấn Khoa. Xin chúc mừng bạn, Ngô Sĩ Liên là đáp án chính xác. Bây giờ thì Tuấn Khoa sẽ còn một câu hỏi có giá trị 20 điểm nữa và chúc bạn thành công. Quốc gia nào có nhiều hồ tự nhiên nhất trên thế giới? Câu trả lời của em là Phần Lan. Phần Lan. Vâng, xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Trương Đạt. Câu trả lời của em là Nga. Và quốc gia này là Canada. Vâng, và đó cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho Tuấn Khoa rồi. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Người tiếp theo tham gia phần thi về đích là bạn Trường Đạt, hiện đang có 120 điểm. Xin mời bạn. Trường Đạt hãy cho chúng tôi biết lựa chọn của bạn về những câu hỏi trong phần thi về đích này. Em chọn 20, 30, 30 ạ. 20, 30 và 30. Chúng tôi đã nghe rõ lựa chọn của bạn rồi. Chúc bạn thành công. Câu hỏi 20 điểm đầu tiên dành cho bạn. Đứng trước sự hùng vĩ của dòng sông nào, tác giả Nguyễn Trãi đã viết: Kinh ngạc băm vằm non mấy khúc, giáo gươm chìm gãy bãi bao tầng, quan hà hiểm yếu trời kia đặt, hào kiệt công danh đất ấy từng. Câu trả lời của em là sông Bạch Đằng. Tôi thấy những tiếng thở ra rất mạnh, hồi hộp của Trường Đạt. Nhưng bạn nên mỉm cười bởi vì đó là đáp án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ thì Trường Đạt có muốn thử sức với ngôi sao hy vọng ở câu hỏi 30 điểm tiếp theo không? Em ổn, tức là không sao ạ. Vâng, câu hỏi như sau. Dạng sống cộng sinh giữa nấm và tảo nào được mệnh danh là người tiên phong mở đường trong giới thực vật, vì chúng phân hủy đá thành đất và khi chết đi lại tạo thành một lớp mùn làm thức ăn cho các thực vật khác đến sau. Câu trả lời của em là địa y ạ. Ở lớp thì bạn thường được mấy điểm môn sinh? Em nghĩ là tầm 7 hoặc 8 thôi. Và ngày hôm nay thì môn sinh học đã mang đến cho bạn 30 điểm. Chúc mừng Trường Đạt. Câu hỏi tiếp theo dành cho Trường Đạt, bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Em không ạ. Chúc Đạt thành công. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Have you heard about the binary code? Oh, yes. The binary code is any code that uses two symbols to communicate information. Some common examples of binary code are Morse code and Braille. Nice explanation. Yes. But do you know the two numbers that are used in binary code? 0 and 1. Bạn đã hiểu được những gì từ đoạn hội thoại vừa rồi ạ? Thầy cô còn nói về mã nhị phân ạ. Và thầy có hỏi là hai con số nào tạo nên mã nhị phân này?
Và câu trả lời của em là 0 và 1 ạ. Câu trả lời của Trường Đạt rất nhanh là 0 và 1 ngay từ những giây đầu tiên. Và chúng tôi cảm thấy vô cùng rất tiếc với câu trả lời này khi bạn không lựa chọn ngôi sao hy vọng. Xin chúc mừng bạn. Vậy là Trường Đạt đã hoàn thành xuất sắc phần thi về đích của mình. Đạt có thể về vị trí mình thôi. Bây giờ thì Khánh Linh sẽ là người tiếp theo đến với phần thi về đích. Xin mời bạn. Khánh Linh muốn lựa chọn những câu hỏi như thế nào? Em xin chọn gói 20, 20 và 30. 20, 20 và 30. Câu hỏi đầu tiên sẽ có giá trị 20 điểm với nội dung như sau. Châu lục nào có nhiều quốc gia nhất thế giới? Câu trả lời của em là châu Á. Vâng, xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Trường Đạt. Câu trả lời của em là châu Phi ạ. Châu Phi có bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ ạ? Em không nhớ, nhưng mà em biết thông tin này rồi. Vâng, đáp án của Trường Đạt là đáp án chính xác. Chúc mừng bạn. Câu hỏi tiếp theo dành cho bạn. Em xin chọn ngôi sao hy vọng và câu hỏi thứ hai ạ. Chúc Khánh Linh sẽ thật thành công với câu hỏi này. Phần lớn khí quyển trên sao Kim chứa khí gì? Rất tiếc đó chưa phải là đáp án chính xác. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Tiếp tục là Trường Đạt. Khí CO2 ạ. Khí CO2. Và khí CO2 cũng là đáp án chính xác. Và Trường Đạt đã có thêm cho mình 20 điểm. Bây giờ sẽ là câu hỏi có giá trị 30 điểm cuối cùng của Khánh Linh. Bạn hãy thật bình tĩnh nha Linh nhé. Đầm nào ở Hưng Yên ngày nay từng là căn cứ kháng chiến của Triệu Việt Vương chống quân Lương vào thế kỷ thứ 6 và cũng là căn cứ chống Pháp của nghĩa quân Bãi Sậy trong thế kỷ 19? Câu trả lời của em là đầm Dạ Trạch ạ. Vâng, chúng tôi đã nhận được câu trả lời là đầm Dạ Trạch của Khánh Linh. Chúc mừng Khánh Linh. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng của bạn trong buổi thi ngày hôm nay. Xin mời bạn trở về vị trí. Người cuối cùng tham gia phần thi về đích là bạn Diệu Linh. Xin mời bạn. Diệu Linh, hãy cho chúng tôi biết lựa chọn của bạn là gì? Em lựa chọn gói câu hỏi 20, 20, 30. 20, 20 và 30. Chúc Diệu Linh thành công với lựa chọn của mình. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vua Lý Thánh Tông xa giá đi đến đâu, con trai con gái đổ xô đến xem không ngớt. Duy có một người con gái hái dâu cứ đứng tựa trong bụi cỏ lan. Nhà vua thấy thế, yêu mến và đưa vào cung, đặt tên người con gái ấy là gì? Diệu Linh chưa đưa ra câu trả lời, cơ hội thuộc về các bạn thí sinh còn lại. Xin mời. Xin mời Tuấn Khoa. Câu trả lời của em là Ý Lan. Bạn biết gì về nhân vật này ạ? Dạ vâng, bà là một hoàng hậu rất là nổi tiếng trong lịch sử. Bà đã có công giúp nhân dân vượt qua được một thời kỳ đói khổ và khó khăn trong khi vua đang đi chống giặc ở nơi xa xôi. Và với sự hiểu biết rõ ràng như thế thì Tuấn Khoa xứng đáng nhận cho mình 20 điểm. Xin chúc mừng bạn. Và bây giờ thì Diệu Linh sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của mình. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Dạ em không. Chúc Diệu Linh thành công nhé. Nhiệm vụ chủ yếu của mề chim, mề gà là gì? Câu trả lời của em là lọc và thải chất độc. Lọc chất độc.
Các bạn thí sinh còn lại, xin mời bấm chuông. Mời Trường Đạt. Câu trả lời của em là nghiền thức ăn ạ. Nhiệm vụ chủ yếu của mề chim, mề gà là nghiền thức ăn. Chúc mừng Trường Đạt. Câu hỏi cuối cùng dành cho Diệu Linh cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Diệu Linh có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Em không. Câu hỏi dành cho Diệu Linh như sau. Khi bị ong đốt, người ta thường dùng vôi tôi để bôi vào vết thương. Tại đó xảy ra loại phản ứng hóa học nào? Câu trả lời của em là phản ứng trung hòa axit ạ. Do vôi có tính bazơ, còn trong nọc của ong thì có axit, nên là sẽ xảy ra phản ứng trung hòa axit. Phản trung hòa. Vâng, đáp án của chúng tôi trong câu hỏi vừa rồi là tại đó xảy ra phản ứng trung hòa giữa axit và bazơ. Chúc mừng Diệu Linh. Vậy là Diệu Linh đã rất nỗ lực tới câu hỏi cuối cùng. Cảm ơn bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Mời bạn đến vị trí. Vâng, chúng ta đã thấy được sự cố gắng của cả 4 thí sinh tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Và hãy cùng xem thành quả của họ giành được là như thế nào. Người đang có số điểm cao nhất trong cuộc thi ngày hôm nay với 280 điểm đó là bạn Trần Ngô Tuấn Khoa, đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam. Bạn Nguyễn Khánh Linh đến từ trường Trung học Phổ thông Kinh Môn, Hải Dương giành được 30 điểm. Bạn Nguyễn Diệu Linh đến từ trường Trung học Phổ thông Lê Văn Thịnh, Bắc Ninh giành được 30 điểm. Và bạn Võ Trường Đạt đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh, Đăng Nông giành được 260 điểm. Vâng, và với số điểm 260 của Trường Đạt đồng nghĩa với việc là số điểm nhì cao nhất hiện tại đang có hai bạn nắm giữ. Vì thế chúng tôi được chào mừng quay trở lại trường quay bạn Phan Văn Khải đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa. Và luật chơi ở phần thi câu hỏi phụ này rất đơn giản thôi. Đó là một phần thi đấu loại trực tiếp. Nếu một bạn thí sinh trả lời sai thì bạn thí sinh còn lại sẽ có thời gian để trả lời tiếp. Sau đây sẽ là câu hỏi phụ dành cho các bạn. Chu sa, một loại khoáng vật phổ biến trên thế giới có thành phần chính là muối sunfua của kim loại nào? Bắt đầu. Mời Văn Khải. Câu trả lời của em là thủy ngân ạ. Chúng tôi đã được lắng nghe rất rõ câu trả lời của Văn Khải, đó là thủy ngân. Trương Đạt, với câu hỏi này thì câu trả lời của bạn cũng là thủy ngân ạ. Đáp án chính xác của câu hỏi này chính xác là thủy ngân. Và Văn Khải đã là người vượt qua được câu hỏi phụ lần này. Xin chúc mừng Văn Khải. Vâng, cảm ơn Trường Đạt, cảm ơn Văn Khải. Dành cho nhau những chiếc bắt tay và những cái ôm, bởi vì chúng ta đã là những chiến binh. Chúng tôi tò mò là khi ôm nhau thì Trường Đạt đã nói thầm điều gì vào tai Văn Khải nhỉ? Em chúc bạn thi tốt và đồng thời sẽ cố gắng giành cầu truyền hình cho Khánh Hòa. Và đồng thời cũng bước tiếp hành trình còn giờ của em ạ. Vâng, cảm ơn Trường Đạt rất nhiều. Một trận thi đấu vô cùng hấp dẫn và gay cấn. Những tinh thần rất tuyệt vời. 10.000 Fidel Castro. Một sự căng thẳng không hề nhẹ. Ok, 260 điểm. Một vòng nguyệt quế cho người chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng. Chướng ngại vật ngày hôm nay cũng có 6 chữ cái. Không có. Giờ tí. Cả 4 tiếng chuông trả lời vượt chướng ngại vật. Và người nhanh nhất đã bấm chuông đó là bạn. Dạ vâng ạ. Ôi, tôi với anh Huy chơi vượt chướng ngại vật. Kéo xuống mặt đất và đưa xuống lòng đất luôn. Em thấy rất là tự tin. Lần nữa. Mời sao hy vọng cho câu hỏi tiếp theo không ạ? Dạ có. Câu trả lời của em là thí CEO. Thắng làm vua mà thua làm người không thắng. Xin chúc mừng Tuấn Khoa. Và sau đây sẽ là khoảnh khắc tôn vinh cả 4 nhà leo núi của chúng ta trong cuộc thi ngày hôm nay. Xin mời các bạn. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Trần Bảo Châu, đại diện nhà tài trợ Paco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Và xin kính mời ông Trần Bảo Châu sẽ trao vòng nguyệt quế và phần thưởng cho các bạn. Thí sinh
giành được giải nhất tuần ngày hôm nay nhận được phần thưởng trị giá 10 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Kako, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Xin chúc mừng và xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Bảo Châu. Quý vị khán giả thân mến, trên tay tôi lúc này là danh sách đầy đủ 4 gương mặt thí sinh sẽ tham gia vào cuộc thi tháng được tổ chức vào tuần sau. Đầu tiên đó chính là bạn Nguyễn Minh Khoa đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Thăng Long, Lâm Đồng, nhất tuần với 260 điểm. Chúng ta cũng sẽ được gặp lại bạn Trương Quốc Thái đến từ trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Quảng Bình, nhất tuần với 290 điểm. Bạn thứ ba bước vào cuộc thi tháng đó là bạn Trần Ngô Tuấn Khoa đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam, nhất tuần trong cuộc thi ngày hôm nay với 280 điểm. Và chúng ta sẽ được gặp lại bạn Phan Văn Khải đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa, nhì cao nhất với 260 điểm. Và câu nói chúng tôi ấn tượng nhất trong cuộc thi ngày hôm nay đó là thi tiếp phần của Tớ Nhé. Đó chính là những tình cảm mà các bạn thí sinh của đường lên đỉnh Olympia dành cho nhau. Và dù các bạn đi tiếp hay không thì đối với chúng tôi, các bạn đều là những người chiến thắng. Và chúng tôi chúc tất cả các bạn sẽ luôn thành công trên con đường của mình. Và chắc chắn chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong tuần sau với nhiều cuộc thi hấp dẫn hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Em vừa cảm thấy vui nhưng em vừa cảm thấy không hài lòng với chính bản thân mình, bởi vì trong quá trình thi em đã không chiến thắng thực sự chính bản thân mình. Em cảm thấy rất là tiếc và đồng thời cũng rất là buồn, nhưng mà em cũng cảm thấy đã rất tự hào khi mà mình làm được những gì mà mình có thể. Kết quả ngày hôm nay thì vẫn chưa mong như em mong đợi. Kể từ kết quả này thì em cũng chưa hài lòng với bản thân, nhưng mà đó cũng là những gì em đã gặt hái được. Thì em cũng rất là vui khi đã được trở thành một thành viên của đại gia đình Olympia.